bạn nha. Các bạn ơi, hiện tại bữa nay Sài Gòn không biết từ sao nhưng mà thấy xuất hiện nhiều cái quán tôm hùm ở ngoài vỉa hè các bạn. Mà giá lại chỉ có 60k thôi, rẻ hơn cái quán hôm bữa các bạn. Thì hôm nay ở ngay trên đường Mậu Cát đấy các bạn, lại xuất hiện một cái quán tôm hùm 60k được các bạn. Tôm hùm vỉa hè 60k nha các bạn. Đảm bảo chất lượng nha, số điện thoại. Thì hiện tại hôm nay là mình thấy ở bên địa chỉ là 161 đường Đồng Đen, phường 14 quận Tân Bình nha các bạn. Lại có một quán tôm hùm 60k vỉa hè. Thế nên là hôm nay mình thấy giá rẻ bất ngờ cho nên mình lại tới đây quay và review lại cho tất cả các anh chị em coi. Thì cái quán tôm hùm này hôm nay thì mới mở được có khoảng độ 5 ngày thôi các bạn. Ngày hôm nay là ngày thứ 5 nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ review lại cho tất cả các anh chị coi cái quán tôm hùm này nha các bạn. Đây là các đầu bếp đang chế biến này. Con tôm mình nhìn đã nha các bạn. Không biết sao nhưng mà mình đứng đây là mình thấy thơm nước muối rồi đó. Tôm vỉa hè nhưng mà chỉ có giá 60k một 100g thôi nha các chị. Ngon không các bạn? Đi quay nhiều nhưng mà chưa được ăn lần nào. Đang chế biến rồi. Anh chế biến món gì ấy chị? Chế tỏi. Đây chị đang làm. Món này món sao tỏi à? Tôm hùm sầu tỏi các bạn. Quán này mới mở được 5 ngày nhưng mà khách cũng rất đông nha các bạn. Khách hàng cũng tới cũng rất chi là khá là đông. Ở đây thường là bán tôm hùm mấy ghẹ, chủ yếu là tôm hùm mấy ghẹ nha bạn. Để mình xong là mình sẽ qua quay lại cho các bạn coi về cái con mở được cái quán này bán. Nhìn cắt đôi ra con tôm hùm ra nhìn thịt nó nhiều lắm các bạn. Đang là chế biến các bạn. Món tôm hùm răng me các bạn. Rất là đông các bạn ạ. Này nằm trên ngay đường Đồng Đen nha các bạn. 161 đường Đồng Đen, phường 14 quận Tân Bình. Để mình xem chế biến cái món này cho các bạn coi. Khách cha thấy mua rất đông các bạn. Có một phần đi nha. Ở ngoài có chỗ nào đúng không? Ở ngoài có chỗ nào? Không, 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 không
đọc mẹ xe đúng không? Đọc nha. Đợi con đọc nữa. Rất chi là hấp dẫn các bạn. Mẹ ba con kia là mai rồi. Tôm hùm này lại chỉ có 60k thôi. 60k 100 gram nha các bạn, chứ không phải là 60k một con đâu. À, mình sẽ đi qua bên kia này, không có đường để đi luôn. Đây bán tôm hùm này. Con này là con gì đấy nhỉ? Tôm tích kẹt. Tôm tích kẹt hả? Con này con ghẹ đúng không chị? Đây là tôm tích kẹt nha các bạn. Và đây là tôm hùm này. À, tôm hùm. 900 ngàn một ký. Và đây là con ghẹ nha các bạn. Ghẹ. Còn cái này là 6636 này 380. Ủa ông này ốc mớ hả bạn? Ốc hương. Ờ ốc hương, ốc hương. Đây là ốc hương nha các bạn. Khách tới đây là rất đông các bạn. Chỉ có 60k thôi các bạn ạ. Tôm hùm mà chỉ có giá 60k thôi. Giá quá rẻ các bạn. À các bạn thấy không? Tôm này rất là to nha các bạn. Khi mà các bạn cắt đôi ra nhìn con tôm ngon lắm các bạn. 38, 35. Con tôm mà đúng rồi. 73. Cắt ra cho các bạn coi nè. 3 phải làm gì? Cắt đôi rồi. Đi làm gì em? Con tôm mình thì đã các bạn. Xào xà me, xào tỏi mới hành. Thịt dày đặc luôn các bạn. Bỏ đây. Me tỏi mới hành. Rồi cho cái hộp đi em ơi. Cái của chị đâu? Đâu? Có nướng phô mai đó. Nướng phô mai thì có nướng phô mai. Cái này một con thôi. Oh, không có mất tiền thêm. Không có mất tiền. Không có tiền của nó nào hết. Để hai con nướng phô mai đi. Một con. Ở đây thì có răng me rồi là xào tỏi rồi là nướng luôn nha các bạn. Con tôm này bự lắm các bạn. Ờ cái răng me có chú luôn nè, bỏ hộp chú em ơi. Đây. Wow. Wow, thịt ra cho các bạn. Wow. Quá ngon. Xào me đúng không? Cắt riết này cơ bự lắm không? Cắt riết mà cắt không nổi luôn. À, nhìn đá chưa? À, tách ra. Làm gì vậy em ơi? Cái này là cái gì? Con bự á. Con nhỏ làm gì đó? Đây các bạn, tôm hùm nha các bạn. Râu đấy chứ là bự. Tôm nhìn rất chi là có 60k một làng đây nha các bạn. Tôm hùm 60k. Đây. Tôm rất chi là bự các bạn. Thực sự là các bạn là mình review tôm cũng nhiều lắm, mình chưa ăn tôm hùm bao giờ. Rất chi là thơm ngon nha các bạn. Rất chi là ngon các bạn.
mua xong là chế biến tại chỗ luôn nha. Ai muốn xào me thì xào, muốn xào tỏi thì xào. Còn ai mà muốn nướng thì nướng nha các bạn. Đây nướng này. Nhỏ thì không hết chứ. Đây là tôm hùm nướng, nướng mỡ hành các bạn. Người ta cho mỡ hành lên này. Còn cái bên trên này giống như là nước gì ra? Trứng à? Giống như dưới trứng lên các bạn. Một cái không hết rồi cô ơi, chỉ được hai con thôi. Một con là hết rồi. Một con à, này có một con. À, bỏ hộp mang về nhà ăn nha các bạn. Nướng mỡ hành rất chi được thơm các bạn. Tôm hùm mà chỉ có 60k thôi các bạn. Mình nghĩ là không phải là phần điểm này đâu, còn sẽ còn những cái điểm khác. Sẽ còn tôm hùm 60k nữa các bạn. 60k nhiều khi có tôm hùm 50k nữa. Tới đây rất chi là đông các bạn ạ, tới đường được rồi. Cái này là mình dưới cái gì đây cô? Cái này là phô mai, cái này là à, nướng phô mai à? Một món là nướng phô mai nha các bạn. Phô mai á, còn một cái thì nướng mỡ hành nha các bạn. Món nào cũng ngon, rồi ngoài ra là còn có thể là xào tỏi, xào me. Tại chỗ bao ăn luôn. Bất kỳ vấn đề gì đều tại chỗ. Đây là 3 giờ bán rồi nha các bạn. 3 giờ là bắt đầu là mở bán rồi. Đó. Các bạn thấy con râu con tôm không ạ? Mình xách lên cho các bạn coi này. Rất chi là bự. Bốn tô mai. Đây ngoài những cái món này ra thì còn có những món tôm càng xanh nữa các bạn. Tôm càng xanh nhớ làm món gì đấy chị? Tôm mình là chế tỏi, tàu me răm muối. Tàu me răm muối. Chế tỏi. Chế tỏi. Đây các bạn thấy không? Ở
dầu vậy là nghĩ là ăn thò tỏi chắc đúng rồi. Quay. Cái kia là mình phải luộc lên xong là mình mới làm à nhỉ? Đúng rồi, sơ chế cho nó nhanh. Cái tôm càng xanh là luộc lên nha các bạn. Luộc lên xong sau đó mình muốn chế món gì thì chế. Càng cúm ở đây có hàng không vậy? Càng cúm hết hàng rồi chị ơi. Cúm ở đây không có hàng rồi. Cái hộp đó đi em ơi. Tắt cho nên là làm nó hơi tiết kiệm pin mà rồi mình không nhìn thấy được. Món này là món xào tỏi nha các bạn, tôm hùm xào tỏi. Sau đó dưới cái nước kia lên. Ủa trời ơi. Dưới có tôm. Nước này thôi chiên cơm ăn cũng ngon rồi. Chiên cơm ăn cũng ngon rồi. Cái này sốt nấu nhà. Rồi lên xào tỏi luôn nè. Đen ơi. Hai con xào tỏi nè. Xào tỏi hai đây. Cua xào tỏi. Ai biết? Không biết. Hỏi mua chú này đâu à? Tới đây khá đông các bạn ơi. Cái này là nướng phô mai này, nướng phô mai này. Đâm nha các bạn. Tới cái quán địa chỉ số 161 đường Đồng Đen nha các bạn, phường 14 quận Tân Bình nha. Tùy loại lớn loại nhỏ, loại 60k một lạng đến loại 90k một lạng nha các bạn. Lớn là 900.000 một ký. Nướng mỡ hành, nướng phô mai. Vậy là chiếm cho chứ hợp cho. Cái này đã lụt. Cái nhà nướng là chiếm mỡ hành cho nó thấm vừa thôi. Cái không phải là gì. Đòn này chiếm hết rồi. Mày về nhau rồi thì coi luôn nè. Cái
chờ đợi để mua luôn nha các bạn. Này thường là bán đến 11 giờ nhưng mà nếu mà các bạn tây tê có khả năng sẽ hết sớm hơn là dự kiến nha các bạn. Các bạn thì nó vừa ngon nữa này. Này lấy thìa múc thôi các bạn. Video của mình tới đây kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.